Chiều ngày 18 tháng 2, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long, sinh năm 1993, trú tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, 2 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt đối với Long là 4 năm tù. Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua súng để phòng thân, tháng 3 năm 2021, Long lên mạng xã hội liên hệ mua một khẩu súng ổ xoay kiểu rulo và 25 viên đạn với giá 1,1 triệu đồng. Khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2021, Long thấy Phượng điều khiển xe mô tô chở Hương có quan hệ tình cảm với Long. Long mang theo khẩu súng dùng mô tô đuổi theo và đe dọa. Sợ bị đánh, khi đến khu vực ấp Dòi 1, xã Núi Dòi, huyện Tịnh Biên, Hương cùng Phượng vào quán giải khát thì bị Long lớn tiếng chửi, rồi ra xe lấy khẩu súng ra bắn chỉ thiên 2 phát để hăm dọa, nhưng không gây tiếng nổ, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó Long chạy xe về nhà. Khoảng 5 phút sau, Long quay lại quán tiếp tục có những lời lẽ hăm dọa và dùng tay, ghế nhựa đánh Hương, gây náo loạn khu vực quán. Long lên xe chạy về nhà, lấy khẩu súng ra trước nhà bắn chỉ thiên 5 phát đạn, rồi đưa khẩu súng và một số đạn còn lại cho Huy cất giấu. Ngày 18 tháng 4, Long đến công an xã Vĩnh Trung đầu thú, còn Quy giao nộp khẩu súng và số đạn Long đưa. Đến ngày 27 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố tạm giam Long để điều tra.